Anh Duy ơi! Anh Duy ơi! Ngoài nhà đâu? Tao mày! Anh mày là thằng nào ăn trộm của tao này? Ban ngày ban mặt ăn cướp, hôm nay vào nhà tao dùng này thì cho mày nằm ở đây. Vâng, cái đó ăn cướp. Tôi anh Duy. Em đi mà. Tao không có thằng em nào là ăn trộm. Mày còn tôi. Em tin đi mà. Tân nhà cô Nhung á? Vâng, em đây, it's me. Huy, về nước lúc nào đây? Em mới về tháng trước. Giời ơi, không nói sớm, anh đánh đầu huyết cả tay. Em đã kịp nói gì đâu mà anh đánh em như đúng rồi ấy. Thì ai bảo chú mày cứ thậm thà thậm thụt ở sân nhà anh thì còn bịt kín mặt như thế thì cứ tưởng ăn trộm. Thôi, đi vào đây ngồi uống nước đi. Vào đi. Vâng. Thôi, đi. Này, uống nước đi. Vâng. Thế sao chú tìm được nhà anh? Thì em thấy anh đăng Facebook, ngày nào chả khoe nhìn con gà. Thế nên em mới bắt xe về đây, xong rồi bảo chú xe ôm biết nhà anh ấy chở vào đấy. Thế mà sao tự nhiên lại về gấp thế này mà không gọi điện trước cho anh? Thì em ở nước ngoài lâu quá, về nhà thấy ngột ngạt. Muốn về đây tận hưởng tí không khí quê ấy mà. Chú cứ nói phét, bây giờ người ta có tiền rồi, người ta phải đi cái gì... cái gì nhỉ? Cái resort, cái gì nghỉ dưỡng đúng không? Cái không khí nó trong lành như về đây làm cái gì cho nó khổ thế? Khổ? Resort không có anh. Dạ, thế chú về đây bao lâu? 10 ngày, nửa tuần, một tháng gì đấy. Anh cho em ở bao lâu thì em ở? Cái gì mà một tháng? Mày về, mày ăn hết đồ nhanh luôn à? Anh yên tâm đi, em sẽ không góp tiền mua đồ ăn cho anh mà. Cái gì mà anh căng đấy? Dạ. Lão gà cái gì? Duy gà nghe. 50 con gà cả trống lên mái à? Để tôi giao luôn nhá. Thôi, bây giờ chú cứ vào trong chú nghỉ ngơi tạm đi. Anh đi giao mấy con gà cho khách cái. Rồi tí nữa về anh mua ít đồ nhậu để anh em mình nhâm nhi cái anh nhỉ? Dạ vâng. Thôi, anh dẫn vào trong đi đấy. Thôi, không cần đâu, anh cứ đi đi, tí em tự vào. Thế tự tìm nhá, anh đi đây. Anh Duy ơi, bắt cho em một con gà trống cao to đẹp trai nhất đàng nào. Anh là ai đấy? Tôi là em họ của anh Duy. Mới về chơi à? Thế anh Duy đâu? Anh Duy đi giao gà rồi. Đi giao gà rồi á? Thế thì biết bao giờ mới về? Ê, hả? Này, hay là anh bắt một con gà xong rồi anh bán cho tôi đi. Không, tôi không biết gì đâu. Cô, có gì cô cứ để lại tên với địa chỉ, lát tôi bảo anh Duy ship cho. Thôi thì cũng đành vậy chứ biết làm thế nào. Này, tí anh Duy về ấy, anh nhắc anh Duy là ship gấp cho Minh Châu một con gà trống nhá. Minh Châu à? Ừ. Địa chỉ đâu? Không có địa chỉ, cả cái làng này ấy, có mỗi mình tôi là tên độc nhất thôi. À. Thế nhá, tôi về đây. Ừ. Mà anh làm như là tôi ăn thịt anh ấy. Anh ra đây mà nói chuyện. Tôi vấn đề tế nhị, không thể giải thích. Ừ, tôi về nhá. Ừ. Tắt đi rồi! Tắt! Ủa, cái gì đấy? Mày khai nhanh! Sao tự nhiên mày lại về đây? Bảo với anh được còn gì? Mày đừng có mà nói điều nhá. Tao vừa gọi cho mẹ vào đấy. Cái gì? Anh gọi mẹ em á? Chả thế sao nữa. Thế mẹ em bảo sao? Thì mẹ mày bảo là tự nhiên nó bỏ về quê, xong rồi còn nhờ anh chăm sóc các kiểu các thứ nữa. Thì có cái gì khó khăn thì cứ nói anh một câu thì anh giúp đỡ. Khổ quá thì em bắt chăm mắt. Trời ơi, tưởng cái gì? Cái đấy bình thường mà em. Nhưng mà em cứ
Có cái gì thì cứ nói toạc bóng lợn ra cho anh nghe thế nào. Em bị bệnh nhát gái được chưa? Cái gì? Thì đây, nhát gái. Bảo rồi. Có cái gì mày kể đầu đuôi anh nghe cho nào. Bồng rúa. Chào cô. Anh Tân. Anh có thua hay không? Em đã xấu hổ tủi nhục lắm, người anh không thương em thì thôi, cười vào mặt em. Thế 3 năm trước mà cái lúc mà mày chưa đi du học ấy, anh vẫn thấy mày với hội cái Huyền với cái My vẫn bình thường mà, có thấy mày bài xích gì chúng nó đâu. Anh bị làm sao ấy, cái Huyền với cái My là em, là người trong gia đình nó khác. Dạy. Thế cái lúc mày du học ở bên Tây không gặp gái à? Em học trường nam sinh mà, gặp gái Tây em còn trụ được chứ gái mình thì nhìn thấy là cứ run cầm cập ấy. Đây. Em sợ chết lắm chứ, anh tưởng em thụ thương à? Giờ không biết làm sao chữa cái bệnh này. Anh cao kiến gì không? Để anh mình nghĩ đi ra. Nghĩ nhanh lên. Có rồi. Bây giờ chú mày sốt sắng muốn chữa bệnh đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải lấy độc trị độc. Nhát gái là phải chữa bằng gái. Mà ở cái làng này thì chỉ còn mỗi cái Minh Châu mà anh vừa đi giao gà về ấy, đã chịu có chồng rồi. Châu! Báo. Châu ơi! Nhà này có cái xoài đóng hoa thế nhỉ? Ối tiền. Anh Duy, anh tìm em có việc gì không? Chào anh. Chào cô. Thôi, không phải chào hỏi cái gì cả. Châu ơi, bố mẹ em có ở nhà không? Bố mẹ em vừa đi làm đồng rồi. Sao đấy? Có việc gì ạ? Không. À, anh quên mất, có. Nhưng mà là nhờ em cơ. Việc gì hả anh? Lát nữa anh phải lên thành phố một chuyến. Mà anh có thằng em họ ở trên thành phố mới xuống. Anh để nó ở nhà một mình không yên tâm. Cho nên là muốn gửi gắm nó ở đây một lát nhé. Tưởng gì, anh cứ yên tâm. Em Châu uy tín mà. Thế thì anh cảm ơn em trước nhá. Ra thành phố đấy là dễ xấu hổ lắm. Thôi, anh đi cái đây nhá. Ở đây chơi nhá, anh đi đây. Mời anh vào nhà ngồi chơi. Sao thế? Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ. Khi nào mày thấy có cơ hội, mày cứ nhảy vào, ôm chầm nó là xong. Anh đảm bảo chữa được 80% bệnh nhát gái luôn. Mời anh. Cố lên. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra đi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi con nha. Buông ra, đồ biến thái. Anh đúng lại cho tôi. Đồ biến thái. Sợi, mình đúng là cao tay mà. Sau cái vụ này mình phải xách sổ mở lớp gia sư cho anh em nhát gái mới được. Ô, Tân à? Tím quét mắt rồi đâu nữa.
Hay là mình thử phát nữa em nhỉ? Quá tham má bận. Ui giời ơi, em xin anh đấy, em không dám đâu, em cảm ơn từ cặp cỏ em lại anh một lần trong đời em là quá đủ rồi, em không muốn là thứ hai đâu. Thôi được rồi. Cứ như thế này thì không biết đến bao giờ mới chữa được bệnh. Không ổn rồi, mình là phải đích thân ra tay thôi. Anh gì đâu đây? Gì? Có cả bệnh như thế ạ? Ừ, em không tin thì em lên hỏi bác G.O. G.L. mà xem anh có điều đâu. Nhưng mà kệ, không liên quan đến em không giúp được gì đâu. Ôi dồi ôi, khổ thân thằng bé lắm em ạ. Bố thì mất sớm, mẹ thì một mình tần tảo nuôi con lớn khôn thành người, thế mà lại mắc cái bệnh nhặt gai. Trời ơi, nó mà cứ như này mai. À, còn bây giờ 28 tuổi rồi mà vẫn chưa được cầm tay một ai đấy. Đấy, cứ như này thì nhà nó tiệt giống mất. Có khi thì mất luôn cả người nối dõi tông đường cái gì này. Nhưng mà không phải là anh Tân từ thành phố xuống à? Thì người thành phố thì cũng phải có người thành phố lọ, thành phố trai cho em. Chứ không phải là người thành phố nào cũng giàu có đâu. Má em phải hiểu là bây giờ mà có tiền thì cũng chưa chắc đã chữa được cái căn bệnh đấy. Ôi dồi ôi, càng nghĩ càng khổ thằng bé. Khổ quá, mất thôi. Y không nhặt, nhặt gai. Người đẹp trai như anh Tân mà bị ế thì tiếc thật đấy. Chả thế rồi. Thôi được rồi, em sẽ giúp anh. Thật à? Anh Tân. Anh Duy đã kể cho tôi nghe về căn bệnh nhát gái của anh rồi. Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi nặng tay. Nhưng mà cũng tại anh cơ. Ai bảo tự nhiên anh lại ôm chầm lấy tôi, làm tôi cứ tưởng. Anh làm gì đây? Anh có biết gì đâu. Anh đã nói gì đâu đúng không Châu nhỉ? Anh Duy nói dối đấy. Chính anh Duy là người kể cho tôi về căn bệnh nhát gái của anh. Ôi, đã bảo là bí mật thì còn gì nữa. Anh Tân này, tôi nghĩ nhát gái chỉ là một tâm bệnh thôi. Anh cần phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua nỗi sợ của bản thân. Có như vậy thì gia đình anh mới không bị tiệt. Thì anh mới khỏi căn bệnh này được. Thôi được rồi, tôi nghĩ là anh cần có thời gian. Đây, anh cầm tạm lấy quả trứng này, chiều vào mắt đi cho đỡ sưng. Anh cầm đi, cho tôi được áy náy. Anh mà không cầm nhá, là tôi ngồi ở đây cả chiều, tôi không về đâu. Nấu cơm chưa mà đang còn nằm đây? Anh Duy, anh ngồi xuống đây. Em có chuyện muốn hỏi anh. Sao? Em muốn hỏi anh về cảm xúc của em. Sao? Thì không hiểu sao sao gần đây em ở bên cạnh Châu, em cứ thấy cảm giác lạ lạ. Lạ là thế nào? Thì em không còn run lẩy bẩy mỗi khi ở bên cạnh Châu nữa, mà em có thể tự nhiên chạm tay cô ấy, nói chuyện một cách thoải mái. Chắc là nhớ gặp nhau toàn cười. À nhờ, xa là... Ờ đúng rồi,
Ngon! Thế thì chúc mừng chú mày. Nói như thế là có khả năng là chú mày có cảm giác với con gái rồi. Mà cũng có thể là mày thích cái trâu. Không phải đâu, không thể có chuyện như thế được. Giời, mày đúng là non tơ, đúng là tâm trí mới chưa trải. Thôi cứ nằm đây mà ngẫm lại cho thông đi. Cái lời anh mày nói chỉ có đúng thôi. Hình như anh Duy nói đúng, mình thích trâu thật rồi. Đây. Gì mà anh nhìn tôi chằm chằm đấy. Tôi biết là tôi sinh rồi, nhưng mà không cần thiết phải nhìn tôi như muốn tôi nuốt sống thế đâu. Mà hôm nay Tân mời tôi đi cà phê có việc gì đấy? Tôi chỉ muốn cảm ơn Châu vì Châu đã đồng hành cùng tôi suốt những tháng ngày vừa qua. Có gì đâu, tự nhiên khách sáo thế, làm người ta ngại. Tại Châu này. Ờ, gì đây? Châu, có vẻ như là tôi thích Châu mất rồi. Còn Châu thì sao? Cảm ơn Tân vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng mà tôi lại không thích Tân. Tôi xin lỗi, tôi phải nói thẳng. Với cả anh Tân cũng không phải là mẫu người tôi thích. Hơn nữa, tôi sắp lên thành phố tìm việc rồi. Tôi nghĩ bây giờ là lúc để tôi tập trung vào sự nghiệp, chứ không phải là yêu đương. Ôi dồi ôi. Tân, làm sao đấy? Anh về rồi đấy à? Tớ chứ, bố mẹ mà lo đấy. Không, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Gì đấy? Rượu bia cho em nào. Được. Chứ có chuyện gì? Châu, Châu từ chối em rồi. Ngày mai em sẽ về lại thành phố. Em không ở đây đâu. Thôi rồi, đây, đời còn dài, gái còn nhiều, cứ uống đi em. Uống đi cho đỡ buồn, uống cho quên đi, uống đi. Đấy, uống đi. Sao em lại từ chối anh nhỉ? Anh có gì không tốt chứ? Sao lại từ chối anh? Chờ. Anh Tân ơi! Anh Tân ơi! Châu đây à? Anh Duy, anh không đến trang trại à? Anh Tân đâu ạ? Nó lên thành phố rồi. Sao lại lên thành phố đột ngột thế? Em biết mà. Em biết đó. Thì nó thất tình, cho nên không từ mà biệt, nó đi luôn rồi. Thưa giám đốc, đây là những ứng cử viên sáng giá nhất mà tôi đã lọc qua được, mời anh xem qua. Xin lỗi giám đốc, tôi đã lọc kỹ lắm rồi, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện người này ở đây. Là do tôi làm ăn tắc trách, anh cho tôi xin lại,
Tôi sẽ lọc kỹ hơn, tổng hợp kỹ hơn, rồi gửi lại anh sau ạ. Không cần đâu. Tôi cho ngày này. Cậu liên hệ với cô ấy, bảo ngày mai đi làm luôn. Nhưng mà... không như nhịn gì cả, cứ làm theo là tôi bảo đi. Dạ vâng ạ. Được rồi đấy, đi làm việc của mình đi. Mời vào. Thưa giám đốc, đây là Minh Châu, thư ký mới của giám đốc ạ. Dạ, em chào anh ạ. Em là Minh Châu, người ứng tuyển vị trí thư ký giám đốc của anh ạ. Em cảm ơn anh đã lựa chọn em cho vị trí này ạ. Giám đốc. À, con xong việc rồi, con đi ra ngoài đi. Vâng, thưa giám đốc. Thư ký mới ở lại. Dạ, anh còn gì dặn dò không ạ? Sao? Sao lại là anh? Ngạc nhiên thôi. Anh là giám đốc kinh doanh thật à? Duy chết tiệt, dám lừa mình. Trong trong mối quan hệ cấp trên cấp dưới của chúng ta, sẽ hợp tác ăn ý và tốt đẹp. Dạ vâng ạ. Mời vào. Anh Tân, sao anh cứ tránh mặt em mãi thế? Cô... sao cô lại tới đây? Hả? Này, 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 đừng nghĩ ở đây. Có gì thì từ từ nói. Này, thái độ của anh như thế với em là sao hả? Hôm trước vừa mới gặp xong, chưa kịp nói năng cái gì đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi. Hôm sau em đến nhà anh nhá, đã không thấy anh ở nhà rồi. Anh nói xem, từ hôm đấy đến hôm nay, anh mất hút con mẹ hàng lương luôn là sao hả? Cô có tìm tôi làm cái gì? Hay mẹ anh giới thiệu anh cho em. Anh như nào em, anh thích em hay không thì anh phải nói với em một câu chứ. Tôi á, tôi không thích cô, được chưa? Nhưng mà em thích anh. Cô chủ tịch, hồ sơ của đối tác mang đến ạ. Này, nhân viên đi ra đi vào không biết gõ cửa à? Tôi gõ rồi. Với cả tôi tưởng trong phòng không có ai. Tưởng với tượng cái gì? Anh Tân, đuổi việc cô ta đi. Cô là ai mà đòi đuổi việc tôi? Tôi á? Tôi là người yêu của anh Tân đấy. Châu, không phải như thế đâu. Cô Linh đây là... à, bạn xem mắt của tôi. Chứ tôi không thích cô ấy. Thế hóa ra là đồ nhận vơ à? Cái gì? Cô vừa nói cái gì đấy hả? Tôi nói cô là đồ nhận vơ, đồ ảo tưởng sức mạnh. Ta cô nghe không rõ à? Cô! À! Anh Tân, em xin lỗi. Em không cố ý đâu mà. Cô đừng có làm càn ở công ty tôi. Anh Tân, anh có sao không? Cô nghe không rõ à? Anh Tân đã bảo là anh Tân không thích cô. Với cả tôi mới là người yêu anh Tân. Cô đừng làm phiền anh ấy nữa. Cô được lắm. Tôi về tôi mách bác. Em nói thật à? Nói cái gì cơ? Thì em là người yêu của anh ấy. Giám đốc, lúc nãy là tôi giúp anh thôi. Tài liệu tôi để trên bàn nhá. Tôi đi đây ạ. Châu! Ê, bà biết gì chưa? Hôm qua cái Châu ấy
cầm tay tuyên bố mình là người yêu của giám đốc đấy. Thật á? Ừ, cập nhật thông tin kém thế. Nghe nói đối tượng xem mắt của giám đốc mặt tức tưởi chạy ra khỏi phòng luôn mà. Kinh vậy luôn á? Ừ, mà tôi á, thấy giám đốc với cả Châu cũng ở bà. Trai tài, gái sắc. Ừ, bà nói tôi mới thấy. Ngoài thư ký Châu ra, giám đốc đối xử với ai cũng cùng một kiểu thái độ lạnh lùng băng giá. Chính nó. Sao ai cũng nhìn ra tình cảm giám đốc dành cho mình, còn mình thì cứ lạnh lùng xa cách. Mặc dù trong thâm tâm mình cũng để ý đến giám đốc. Không biết đâu. Mời vào. Châu, sao rồi? Mọi người có làm khó gì Châu không? Thì may quá. Tôi cứ sợ là mọi người sẽ nói linh tinh rồi làm cho em tổn thương. Anh muốn nói cái việc tôi cầm tay anh rồi nhận anh là bạn trai của tôi á? Thực ra thì mọi người có nói, nhưng mà là bàn tán tốt. Họ bảo là tôi và anh rất hợp nhau. Mọi người đã nói như thế rồi thì Châu cũng nên cho tôi một câu trả lời chứ. Câu trả lời gì cơ? Châu, đồng ý là bạn gái của tôi nhé. Tôi trước khi gặp Châu ấy, tôi là một người vô cùng nhút nhát. Nhưng mà khi gặp Châu rồi, tôi mới nhận ra rằng không phải là tôi không thể yêu, mà là tôi chưa gặp đúng người. Những ngày tháng vui vẻ ở quê thật sự là con tim của tôi đã thuộc về Châu rồi. Châu, anh yêu em. Cho anh một cơ hội nhé. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Vậy coi như là anh đã đồng ý rồi nhé.